Theo Defense Express, truyền thông Ukraine vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích một đoàn xe quân sự Nga ở vùng Kursk. Cuộc tập kích do lữ đoàn cơ giới số 53 và lữ đoàn phòng thủ số 103 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Ukraine đã phát hiện ra một đoàn xe quân sự của Nga đang di chuyển trên một tuyến đường ở gần biên giới. Sau khi xác định mục tiêu, phía Ukraine đã dùng UAV FPV để thả bom vào chiếc xe đi đầu và đi cuối, khiến đoàn xe rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ở phần còn lại của video, UAV Ukraine đã lần lượt bắn nổ từng phương tiện của đối thủ. Tổng cộng hơn 10 xe tải quân sự của Nga bị phá hủy trong đợt tập kích. Theo Defense Express, việc Nga tổ chức các đoàn xe kiểu như vậy ở khu vực sát biên giới là do Moscow tin rằng Kiev sẽ không tập kích các mục tiêu kiểu này bởi chúng vẫn nằm trong lãnh thổ Nga. Tuy vậy, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã thay đổi tình hình. Một nghị sĩ cấp cao Ukraine ngày 4 tháng 6 khẳng định, lực lượng nước này đã tấn công một cơ sở quân sự ở Nga bằng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất. Theo tờ The New York Times, ông Nhà Chenev, Phó Chủ tịch Ủy ban thuộc Quốc hội Ukraine về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo, nói rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tên lửa của Nga bằng một cuộc tấn công ở tỉnh Bengorod vào đất Nga khoảng 32 km. Ông còn nói rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công đó. Cũng theo The New York Times, đây là lần đầu tiên phía Ukraine công khai thừa nhận Kiev đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công như thế. Trong nhiều tháng, lệnh cấm này đã được xem là làn danh đỏ mà chính quyền Tổng thống Biden sẽ không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga. Ông Chenev khẳng định, Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400 mà không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng những hệ thống này nhằm bắn phá thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine, cách Bengorod hơn 72 km. Sự khẳng định của ông Chenev về cuộc tấn công nói trên không thể được xác nhận một cách độc lập. Nhưng các video về hậu quả của cuộc tấn công vào hệ thống S-300 và S-400 đã xuất hiện cách đây ít ngày. Theo The New York Times, hình ảnh được chụp từ vệ tinh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ nga vào cuối tuần qua